chào các bạn đã đến với channel của Cá Hết Cảnh nhé. Đây có một cây quạt hiệu HaLi. Đây, cây quạt hiệu HaLi thì clip trước thì mình đã thay cánh cho cây quạt này rồi. Chọn rất là nhiều loại cánh, cuối cùng thì mình lấy một cái cánh cũng của HaLi nữa, mình đã thay cho nó. Và cây quạt này bây giờ nó có một cái bệnh nữa là các bạn biết clip trước mình đã có nói sơ sơ rồi đấy, là khi ghim điện lên đó các bạn. Đây mình sẽ ghim điện lên thử cho các bạn xem là nó sẽ không có quay cái đầu ở đằng sau mà nó kêu cọc 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 ấy. Đây mình sẽ bắt đầu mình sẽ ghim điện cho các bạn xem nhé. Đây mình có đứa gái hỗ trợ tích cực lắm các bạn. Đây bắt đầu mình bắt quạt mình thử nha. Đó, bắt quạt lên rồi nha các bạn. Đây các bạn cho bắt đầu cho nó quay nè. Đó, mình sẽ cho cái đầu nó quay đó các bạn thấy. Đây các bạn thấy nó quay qua nó kêu rồi. Đó, nó kêu cọc cọc cọc, cọc luôn các bạn thấy không. Đây. Đó, đây các bạn nghe nó kêu này. Đó, đó có lúc nó quay có lúc nó không các bạn. Đó kêu này. Đó các bạn thấy không. Đó các bạn thấy nó kêu cọc cọc luôn các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái bình sữa nha các bạn. Đây mình sẽ dựng lên. Đây các bạn, sau khi mình đã hạ cái quạt xuống rồi nha các bạn. Có nặng không con? Con cái rổ nặng dữ lắm luôn mà con bưng hoài vậy ha. Rồi thì mình sẽ bắt đầu tiến hành mình tháo cái quạt ra. Đó, các bạn sẽ úp cái quạt là gì này. Rồi các bạn bắt đầu lấy vít các bạn tháo nè. Đó, các bạn sẽ lấy vít các bạn tháo nha. Đây các bạn sẽ tháo cái nút này trước đi. Đây chúng ta sẽ tháo cái nút này trước. Rồi xong rồi các bạn sẽ dặn cái móc ốc này ra nha các bạn. Đây mình sẽ dặn móc ốc này ra. Rồi xong, các bạn sẽ dỡ cái nắp này lên. Nắp này cứng quá. Rồi ok, wow, cái quạt này cuộn đồng cực kỳ ngon các bạn ơi. Mấy cái quạt HaLi cuộn đồng cực kỳ ngon. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì đây? Bây giờ các bạn là một là các bạn thay luôn cái túp năng này. Đây các bạn có thể thay luôn cái túp năng này, hoặc là chúng ta có thể tháo ra. Đây các bạn, mình sẽ tháo ra mình coi coi mình có thể xử lý cái hướng nhẹ trước không, là có thể thay cái bộ phận này nè, luôn có cái cụm nhựa này với cái nhông trước. Nếu mà chúng ta xử lý nhẹ không được á thì bắt đầu chúng ta bắt đầu thay luôn tính năng này. Rồi cái nhông này nó mòn hết trơn luôn đúng không? Đó, các bạn thấy cái nhông này nó mòn hết luôn nè. Đây các bạn thấy không? Quá mòn luôn. Thì ở đây thì các bạn sẽ có thể các bạn thay cái cụm này xong rồi chúng ta bắt lên thử rồi nó còn kêu cọc 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 nữa không. Còn nếu mà còn thì các bạn sẽ thay luôn cái túp năng khác là nó sẽ ok. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình thay nha các bạn. Đây các bạn, mình sẽ lấy một cái bộ nhông khác. Các bạn thấy nhông này nè là nó chưa, các bạn thấy nó chưa có mòn luôn các bạn thấy không. Đó. Rồi thì mình bắt đầu mình tiến hành mình thay vào cho cái quạt này. Rồi xong rồi các bạn sẽ chúng ta sẽ bắt lên thử coi nó như thế nào luôn. Nếu mà nó vẫn còn kêu cọc cọc thì các bạn sẽ đó, các bạn thấy không? Bây giờ nó cứng này. Hồi nãy các bạn nhìn dở cái này nó lắc này. Đó các bạn, nó lắc dữ lắm này, rơ hết trơn này. Còn cái này các bạn nhìn nó cứng nè, nó cứng ngắt hả. Rồi chúng ta sẽ dặn ốc vào thôi. Đó các bạn sẽ dặn hai con ốc này vô nhé. Này mình sẽ dặn hai con ốc này vô. Mấy cái quạt HaLi hay là quạt Senko hay là quạt Biphan các bạn thì xài thời gian thì nó hư nó lặt vặt thôi, chứ nó ít có bị đứt cái cuộn dây này. Cái cuộn dây này, cuộn dây đồng cực kỳ ngon, hiếm đứt. Rồi các bạn dặn siết vào nhé. Rồi xong, ok. Còn cái này mình giục đi nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ dựng cái quạt lên thử. Đây các bạn, hồi nãy chúng ta ghim lên, chúng ta thử quạt, các bạn thấy là nó kêu cọc cọc đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thử quạt cho các bạn xem này. Nó kêu trên à, đúng rồi. Rồi bắt mạnh vô, rồi buông đó. Nó còn kêu nữa không? Hết kêu rồi, im không? Vỗ tay coi, vỗ tay liền, quá im nha. Rồi quá im các bạn ơi. Rồi mình thử số 2 nha. Rồi số 2 đâu đâu, con thử số 1 dưới nữa coi. Tắt cái đi, rồi bắt đầu thử số 1 nè. Số 1 nè. Rồi mát không? Im không? Rồi. Rồi cảm ơn các bạn đi đã xem video. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Bắt đầu chúng ta hạ cái quạt xuống nha các bạn. Rút điện hạ quạt xuống và chúng ta dặn cái nắp lại. Đó, đây đây đây. Đây các bạn. Yeah. Đây các bạn. Hạ quạt xuống nha. Rồi, wow, cái quạt thiệt là to đó mà. Đây các bạn, cái quạt quá to luôn nè. Bụi hả? Bụi con lấy cây cọ con quét đi. Cây cọ đây à. Rồi con quét đi. Rồi. Xong rồi chúng ta sẽ gắn cái nắp này lại nha các bạn. Đó, các bạn sẽ quét nha. Nói lộn, các bạn sẽ gắn cái nắp này vào nha. Ok. Đó. Các bạn canh, còn ốc này ốc dài nữa các bạn. Ốc này ốc dài. Tùy theo cái nắp quạt mà sử dụng ốc dài, ốc ngắn khác nhau, chứ không phải các bạn đem đè các bạn cây nào các bạn cũng xài cái con ốc giống nhau nha. Tùy theo mỗi lần quạt. Đây các bạn sẽ canh ngay cái lỗ của chúng ta mới dặn vô. Này nó vô ngay lỗ này. Này phải canh ngay mới được. Nè cái nắp này để lệch bên. Để ngay và canh ngay đúng lỗ. Nếu mà không ngay các bạn canh không đúng lỗ, các bạn dặn nó cũng không vô đâu. Như rồi trong thời gian bỏ vô cái nó lại lệch nữa vô. Đó, các bạn sẽ canh đúng lỗ nha, siết vào. Rồi cái nút này, hồi nãy cái nút này nó bị hư đấy, cho nên mình sẽ kiếm cái nút khác mình thay luôn. Này để mình có cái nút đó, sử dụng một cái nút màu đen. Rồi các bạn sẽ thay vô luôn nha. Này rồi chúng ta bắt đầu chuông quạt lên. Rồi to quá nha. Rồi bắt đầu kiếm điện. Thôi con bắt nút trên đó, nút trên đó. Đúng rồi. Con bắt này được không? Cái nút dưới hẹn giờ. Bắt nút trên được rồi. Nè con bắt nút hẹn giờ được không? Thôi khỏi, mình đâu cần hẹn giờ đâu. Đó, đâu con bắt thử mấy cái nút kia coi nó chạy không? Con bắt nha. Bắt đi. Mát không? Nút rồi, bắt thử luôn rồi, số 1 rồi. Ngon không? Im không? Rồi con bắt thử rồi, tắt rồi. Rồi quá im. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Nút đó khỏi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Bắt đi.